xót xa mơ hồ. Chào các bạn đã đến với video học hát nhanh của tôi, và tôi là thầy Phong Hai Nốt. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khẩu hình miệng. Khẩu hình miệng là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong ca hát. Nó giúp cho âm thanh của chúng ta thoát hơn và hay hơn. Để tập được khẩu hình miệng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nắm vững hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là khẩu hình của chúng ta phải luôn luôn tròn. Nếu như chúng ta đã từng học và biết qua kỹ thuật thanh nhạc, thì chắc chắn chúng ta sẽ biết đến kỹ thuật tròn vành rõ chữ. Và tròn ở đây đó là tròn vành. Vậy âm tròn là gì? Âm tròn là những âm như ô, ơ, o, là những âm giúp cho khẩu hình miệng của chúng ta tròn hơn. Ô, ơ, o. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện kết hợp các âm tròn vào câu từ trong bài hát. Chúng ta cùng kết hợp các âm tròn vào trong bài hát như những phút ban đầu. Nếu nuôi tiếng tan trong bao tiếng nuôi để yêu thương xa thật xa. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc giấu muộn màng. Và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa mơ hồ. Các bạn có thấy tôi đã kết hợp những âm ô, ơ, o vào trong bài hát hay không? Nếu tôi đã kết hợp âm ơ vào trong chữ nếu. Nếu nuôi chữ ô, tại vì trong chữ núi, núi tiếp có đã có âm ô sẵn, tôi chỉ cần hát rõ âm ô ra một tí. Nếu nuôi tiếc, tôi đã kết hợp âm ơ và chữ tiếc, tiếc. Nếu nuôi tiếc tan trong bao bao, tôi đã kết hợp âm o, âm ơ và âm o, tại vì âm o là kết âm của từ bao. Nếu nuôi tiếc tan trong bao tiếc nuôi để yêu thương xa thật xa. Chúng ta không hát là xa thật xa, mà chúng ta kết hợp nhẹ âm ơ vào trong đó để chữ chúng ta đầy và tròn hơn. Xa, xa, xa. Nó vẫn có một cái chữ ơ rất là nhẹ nhàng ở trong đó. Nếu nỗi nhớ tan trong quên buốt xa và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc dẫu muộn màng. Và giữ lấy dù chỉ là, nó vẫn có âm ơ, là những nỗi xót xa mơ hồ. Các bạn thấy thế nào? Kết hợp những âm tròn vào trong câu từ bài hát rất đơn giản, các bạn chỉ cần tập luyện nhiều lần, từ đó phát âm của chúng ta, khẩu hình miệng của chúng ta sẽ quen dần và chắc chắn các bạn sẽ làm được. Yếu tố thứ hai đó là rõ chữ. Để hát được rõ chữ, chúng ta cần phải làm sao phát âm ra cho đúng chính tả và đúng được cái kết cấu của từ. Nói về đúng chính tả thì chúng ta chỉ cần phát âm theo đúng được cái vùng miền mà cái bài hát nó mong muốn. Ví dụ như những bạn nhạc trẻ thì chúng ta sẽ hát theo giọng miền Bắc, và những bài hát theo miền Tây Nam Bộ thì chúng ta sẽ hát giọng theo miền Tây, và những bài hát theo miền Trung thì chúng ta sẽ hát theo giọng miền Trung. Nó theo tùy theo cái vùng miền mà chúng ta phát âm chính tả cho nó chính xác. Đây là một quá trình các bạn phải trau dồi, nghiên cứu và phát triển cái kỹ thuật của mình để hát được đa dòng nhạc. Và sau đây chúng ta sẽ tập luyện về việc phát âm đúng kết cấu. Tôi lấy ví dụ là từ nếu. Nó gồm có 3 âm: âm đầu, âm giữa và âm cuối. Âm đầu là âm N, âm giữa là âm E, và âm cuối là âm U. Thì chúng ta đọc là nếu, nếu. Thường kết cấu một từ nó sẽ chia làm 3 phần. Các bạn cố gắng hát chia nhỏ 3 phần ra và tập luyện nhuần nhuyễn để chúng ta hình thành một cái thói quen hát rõ chữ. Tôi sẽ lấy ví dụ một từ rất là khó đối với những người giọng miền Nam và miền Tây. Đó là từ cuộc, chữ cuộc trong cuộc đời. Thì âm đầu của nó là C, âm giữa là UO và âm cuối là C. Cuộc. Thường những người miền Nam và miền Tây chúng ta sẽ thành cuộc đời, cuộc đời, bởi vì chúng ta không hát tròn và rõ chữ. Tới đây các bạn đã nắm rõ được phương pháp hát tròn vành rõ chữ. Hãy cố gắng tập luyện thật nhiều để chúng ta hình thành một thói quen hát thật tròn và thật rõ.
Vâng, nếu các bạn thấy thích, hãy ủng hộ tôi bằng cách like, share và nhấn vào chuông để đón xem những video tiếp theo về âm nhạc, kể cả nghệ thuật. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, chào các bạn. Tôi đang mất